Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Phần sổ tay học hôm nay sẽ là bài thuốc đông y chữa trào ngược dạ dày và xây dựng thực đơn dinh dưỡng cho trẻ mầm non trong mùa dịch. Tiếp đến là đau nhức xương khớp vào mùa lạnh, nguyên nhân và cách điều trị trong phần hỏi đáp y tế. Câu chuyện cuối chương trình là phòng chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, khi bị chứng trào ngược dạ dày, không ít người nghĩ ngay đến việc sử dụng thuốc Tây y vì hiệu quả nhanh và thuận tiện. Tuy nhiên, thuốc Tây cũng có nhiều tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức khỏe, sử dụng lâu dài gây ra tình trạng nhờn thuốc. Vì vậy, nhiều người ưu tiên sử dụng các loại thuốc đông y vì tính an toàn và hiệu quả lâu dài của nó. Ngay sau đây, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đức Trúc, phó trưởng khoa phụ trách khoa y học cổ truyền và phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn bài thuốc đông y chữa trào ngược dạ dày. Theo y học cổ truyền, hội chứng trào ngược dạ dày là bệnh vi quản thống, đau vùng thượng vị, kèm theo có ở hơi, ở chua, nôn ra thức ăn, có khi nôn ra máu, đi ngoài phân đen, kèm theo mệt mỏi hoặc hoa mắt trong mặt, gây mất ngủ này, gầy sút này. Vị quản thống chủ yếu là bệnh lý thuộc hội chứng là dạ dày tá tràng. Nguyên nhân thì thường là do hàn tả xâm nhập phạm vị thức ăn, ôi thiêu này, sống lạnh này, can khí phạm vị hoặc là bản thân tỳ vị hư hàn gây lên. Cái bài thuốc cổ phương thường dùng trong cái chứng này là cái bài xài hồ sơ can thang. Thì cái thành phần bài thuốc gồm có là bạch thược 16g, chỉ xác 8g, trích thảo 8g, hương phụ 8g, xài hồ 12g, xuyên khung 8g, ô tạp cốt là dùng 8g. Có thể chúng ta sắc uống hàng ngày. Đây là vị thuốc xài hồ có cái tác dụng là tuyên phát khí dương, giải uất. Đây là vị thuốc chỉ xác. Thì chỉ xác thì là có thể gọi là cái quả chanh ấy, thì chúng ta thái nát là chúng phơi khô, cái tác dụng là phá khí trệ. Trên tay tôi là cầm là cái vị bạch thược. Bạch thược thì có tác dụng hòa huyết là rất là tốt. Trên tay tôi là cái vị thuốc hương phụ và xuyên khung là có tác dụng là hành khí, ni khí rất là tốt. Đây trên tay tôi là cái vị thuốc là cam thảo, thì cam thảo nó có các tác dụng là hòa hoãn trung tiêu, tức là làm tăng cái hiệu quả của bài thuốc lên rất là nhiều. Ô tạp cốt thì là có cái tác dụng là cầm máu này, bảo vệ là vết loét dạ dày và làm giảm các triệu chứng là như ở hơi, ở nóng, đau dạ dày. Có là 7 vị thuốc là điều trị ở trong cái bài thuốc mà xài hồ sơ can thang là điều trị một cái chứng bệnh là trào ngược dạ dày thực quản, hiệu quả rất là tốt. Cái phương pháp này thì là có 2 cách có thể sử dụng. Một là chúng ta dùng những cái thảo dược như tôi đã chuẩn bị trên này, chúng ta cho vào nước sắc, đổ 3 bát nước và sắc cô đọng lên 1 bát và uống sau ăn một lần. Ngoài ra chúng tôi bào chế ra một cái dạng là bột như cái hộp này, thì chúng ta có thể là hòa với cả nước ấm hơi nóng, chúng ta hòa tan là chúng ta uống theo cái chỉ định liều lượng của bác sĩ là ghi trong đơn thuốc, hoặc có thể là kết hợp hòa với mật ong uống hàng ngày. Khi dùng thuốc ấy thì chúng ta tránh là dùng sử dụng là bia này, rồi là rượu này, rồi là những chất cay nóng này, rồi sinh hoạt điều độ thể dục thể thao, làm sao mà để tránh những cái hàn khí lạnh nó thâm nhập vào. Tại thời điểm dịch bệnh chưa bùng phát, trẻ mầm non được đến trường và hầu hết trẻ ăn tại trường, chỉ bữa tối là ăn tại nhà. Các bữa ăn đều được nhà trường xây dựng thực đơn với đầy đủ 4 nhóm chất thiết yếu. Tuy nhiên hiện nay, do dịch bệnh COVID-19 bùng phát, trẻ phải dừng đến trường. Trong khi đó, trẻ nhỏ có sức đề kháng yếu, rất dễ bị các tác nhân gây hại trong môi trường xâm nhập vào cơ thể. Chính vì vậy, cha mẹ cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý, cân đối, giúp các con khỏe mạnh, an toàn trong mùa dịch. Sau đây, cô giáo Bùi Hồng Nhung, trường mầm non xã Minh Hoàng, huyện Phù Cử sẽ hướng dẫn đến quý vị và các bạn cách xây dựng thực đơn đơn giản, đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ. Trong chương trình ngày hôm nay, tôi xin hướng dẫn các bậc phụ huynh cách xây dựng chế độ dinh dưỡng cho trẻ từ 4 đến 5 tuổi. Giai đoạn trẻ 4 tuổi trở đi, các bậc phụ huynh cần thay đổi chế độ ăn uống của con sao cho linh hoạt hơn giai đoạn trước. Lúc này, các bé đã biết yêu thích và lựa chọn món ăn mà mình muốn. Cho nên, việc các bậc phụ huynh cho bé ăn hoàn toàn theo ý muốn của mình có thể khiến các bé không đồng ý và lâu dần sinh ra tình trạng biếng ăn. Vì vậy, thay vì nhồi nhét cho bé, các bậc phụ huynh nên tìm hiểu rõ về chế độ dinh dưỡng cần thiết ở trẻ 4 tuổi để có thể có hướng thay đổi về thực đơn, đảm bảo năng lượng hàng ngày cho con, nhưng lại không khiến bé cảm thấy nhàm chán. Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, trẻ 4 tuổi muốn phát triển tốt, các vị phụ huynh phải đảm bảo cho con một chế độ ăn uống đầy đủ như sau. Các bữa ăn phải được đảm bảo đầy đủ 4 thành phần dinh dưỡng chính, đó là tinh bột, đạm, vitamin và khoáng chất. Bé 4 tuổi cần bổ sung đủ 3 bữa chính và 2 bữa phụ mỗi ngày.
Ngoài ra, các mẹ cũng nên cho bé uống thêm khoảng 350 đến 500ml sữa. Các bữa chính cần đầy đủ các thành phần bao gồm tinh bột, protein, rau xanh, chất béo. Hai bữa phụ, các mẹ nên bổ sung cho con các loại trái cây, sữa chua, váng sữa để con có đủ hàm lượng dinh dưỡng. Bên cạnh đó, với các bé mắc chứng biếng ăn, để giúp con có thể hấp thụ tốt hơn, cũng như có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, mẹ có thể sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa. Với những trẻ 4 tuổi biếng ăn, việc chăm sóc con yêu như thế nào cho tốt luôn khiến các ông bố, bà mẹ đau đầu. Để giúp các bậc phụ huynh bớt khó khăn trong việc lựa chọn món ăn cho bé, dưới đây là những món ngon mẹ có thể tham khảo để giúp con ăn uống ngon miệng hơn và khỏe mạnh hơn. Các món rau bé dễ hấp thụ như cải bó xôi xào, rau xào thập cẩm, rau muống xào tỏi, mướp xào gan gà, rau củ luộc, măng tây xào thịt bò, súp lơ luộc. Các món thịt như món trứng cuộn, tôm diêm thịt, thịt kho trứng cút, cá viên chiên, cá kho tộ, thịt bò hầm. Các loại canh ngon như canh khoai tây hầm xương, canh rau ngót thịt băm, canh cải nấu thịt, canh cua mùng tơi, canh bí đỏ nấu thịt. Và sau đây, tôi xin gợi ý với các bậc phụ huynh thực đơn một tuần cho bé 4 tuổi. Trên đây là một số gợi ý về dinh dưỡng cần thiết cho trẻ mùa lạnh. Rất mong các bậc phụ huynh thực hiện tốt để trẻ có một cơ thể khỏe mạnh, phát triển hài hòa, cân đối. Đau nhức xương khớp là bệnh lý thường gặp, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi. Vào mùa lạnh, lưu thông máu kém hơn, máu nuôi khớp cùng dịch khớp cũng ít hơn, do đó sẽ gây tổn thương sụn, màng hoạt dịch khớp, gây cảm giác đau nhức, tê mỏi nghiêm trọng. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Mai, khoa cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà về nguyên nhân, cách phòng và điều trị bệnh đau nhức xương khớp vào mùa lạnh. Tôi hỏi bác sĩ, tại sao về mùa lạnh này xương khớp nó cứ đau gia tăng? Đau nhức xương khớp là một cái thắc mắc khá thường gặp của rất nhiều người, đặc biệt là những người trung niên và người già. Nguyên nhân thứ nhất là cái lưu lượng máu tuần hoàn trong cơ thể chúng ta ấy, nó sẽ giảm hơn so với bình thường khi mà thời tiết trở lạnh hoặc nhiệt độ xuống thấp. Đó là do chúng ta cố gắng giữ cái năng lượng cho cơ thể, và khi khí lạnh ấy, nó qua da sẽ làm cho cái mạch máu co lại. Khi mà lưu lượng tuần hoàn máu trong cơ thể mình giảm đi thì nó sẽ làm cho cái lưu thông dịch khớp hoặc là cái máu đến cái nuôi dưỡng khớp nó sẽ giảm đi, là tổn thương các cái sụn khớp và màng hoạt dịch gây đau. Thì cái nguyên nhân thứ hai nữa là cái độ ẩm nó tăng cao hơn thì làm cho cái khớp nó sẽ đông cứng, nó co rút cái gân cơ khớp hơn, làm cho khớp mình sẽ cứng hơn, nó gây đau và hạn chế vận động. Thì cái nguyên nhân thứ ba nó hay gặp nữa đó là các cái bệnh lý gọi là rối loạn tuần hoàn cơ thể, đặc biệt là cái sự ứ đọng cái axit lactic. Đấy cũng là một nguyên nhân gây gia tăng cái đau khớp về mùa lạnh. Và cái một nguyên nhân nữa, những cái bệnh khớp mạn tính thường người già cái hệ miễn dịch người ta đã suy giảm rồi, cộng thêm các cái bệnh lý mạn tính như là gút hay thoái hóa hay viêm đa khớp thì đó sẽ làm gia tăng cái tình trạng đau xương khớp về mùa lạnh. Tôi muốn hỏi bác sĩ, vào mùa lạnh bệnh đau nhức xương khớp có những biểu hiện triệu chứng gì? Đau xương khớp vào mùa lạnh ấy thường có 3 cái triệu chứng điển hình. Thứ nhất là đau, bệnh nhân đau buốt trong xương. Đau đặc biệt là những cái khớp mà cử động nhiều như các cái khớp bàn ngón tay, khớp cổ tay, bệnh nhân thấy tê buốt. Nhưng mà có những bệnh nhân đến với chúng tôi thì bệnh nhân cảm giác sưng hoặc đỏ, tê bì. Đấy, cái thứ hai là cái cứng khớp là một cái triệu chứng nổi bật, đặc biệt là cứng khớp về buổi sáng. Và cái triệu chứng thứ ba là có thể là phát ra những cái âm thanh khi mình cử động khớp. Đó là những cái triệu chứng, còn tùy từng thể bệnh thì người ta có thể những cái biểu hiện triệu chứng khác nhau. Ví dụ như chẳng hạn như bệnh nhân hay gặp nhất là bệnh nhân thoái hóa khớp, đặc biệt là các thoái hóa khớp gối, thì khi mình chúng ta ngủ dậy chúng ta sẽ có cảm giác cứng khớp, bệnh nhân khó vận động ra, khó gập duỗi ra. Cái thứ hai là khi mà cử động phát ra âm thanh lạ xạ và lục cục cái khớp đấy.
Hoặc là những cái bệnh nhân thoái hóa cột sống thì bệnh nhân có thể đau mỏi vai gáy, tê cứng, khó quay đầu quấy cổ. Về mùa lạnh thì tôi hay bị đau xương khớp, tôi hỏi bác sĩ cách phòng và điều trị bệnh đau xương khớp để về nhà tôi áp dụng. Để phòng cái bệnh đau nhức xương khớp thì giờ chúng ta có mấy cái điểm cần phải lưu ý này. Thứ nhất là mình luôn phải giữ ấm cơ thể, tránh bị nhiễm lạnh, phòng tránh được các bệnh về hô hấp, các bệnh nhiễm khuẩn, từ đó làm cái hệ miễn dịch của chúng ta cũng tăng cường hơn. Cái chế độ dinh dưỡng thì lên ăn chế độ đầy đủ chất, giữ cân nặng hợp lý, tránh béo phì, nó sẽ làm giảm cái áp lực cho khớp. Cái thứ hai là mình nên uống nhiều nước, ăn hoặc uống các cái thực phẩm giàu canxi, vitamin D, giàu collagen, hạn chế các cái loại thực phẩm nhiều gia vị như đồ cay, đồ nóng hoặc là các chất kích thích sẽ không tốt cho khớp. Cái thứ ba đó là cái tập luyện xương khớp hợp lý. Có một số quan điểm cho rằng người ta đau, người ta sợ, người ta không dám vận động, nhưng quan điểm ấy sai. Khi mà mình đau xương khớp thì mình nên vận động nhẹ nhàng, tìm các bài luyện tập hợp lý, nó vừa tăng cường lưu thông máu, tăng cường lưu thông đến cái khớp đó và tăng cường sức khỏe. Về điều trị cái đau nhức xương khớp mùa lạnh, thực ra thì đau nhức xương khớp nó chỉ là một cái triệu chứng trong một các cái bệnh khác nhau thôi. Thế trước tiên để nói để điều trị thì mình phải biết là cái nguyên nhân gây ra cái đau xương khớp này là do gì. Khi mà có triệu chứng đau, mình nên đến viện để được thăm khám bởi các bác sĩ chuyên khoa, tránh tự ý dùng thuốc, mua các thuốc giảm đau hoặc là các cái thuốc dân gian bên ngoài, không những không điều trị bệnh khỏi mà có thể là chịu cái tác dụng không mong muốn, làm bệnh trở lên nặng hơn. Dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư, tại Hưng Yên đã có nhiều công ty phải tạm dừng hoạt động do xuất hiện các trường hợp F0. Do vậy, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã chủ động triển khai các biện pháp vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, công ty trách nhiệm hữu hạn Tan Y Outdoor Hưng Yên ở xã Quang Hưng, huyện Phù Cử đã chủ động xây dựng các phương án phòng chống dịch phù hợp với tình hình dịch bệnh trong giai đoạn mới. Thành lập các tổ an toàn COVID-19, trang bị cơ sở vật chất phòng chống dịch và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế như kiểm soát, đo thân nhiệt người ra vào đơn vị, khai báo y tế, giãn cách và đeo khẩu trang, nhà xưởng thông thoáng và được khử khuẩn theo định kỳ, bố trí vách ngăn tại các bàn ăn. Công ty cũng đã tổ chức nhiều đợt xét nghiệm xác suất luân phiên tại các phân xưởng, nhà máy để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi nhiễm, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn. Công ty có tuyên truyền thực hiện 5K, đến công ty thì là công ty có phát khẩu trang này, khử khuẩn này, đo thân nhiệt này, 100% là công nhân là đeo khẩu trang, công nhân cũng rất chỉ yên tâm khi mà đến công ty làm việc. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiani Outdoor Hưng Yên hiện có hơn 400 công nhân, trong đó hầu hết là lao động ở trên địa bàn huyện Phù Cử, 20% người lao động ở tỉnh Hải Dương. Trong các đợt dịch vừa qua, công ty cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp F1, F2 nên đã đẩy mạnh các biện pháp phòng dịch và có phương án dự kiến trước tình huống nếu như công ty của F0. Công ty chúng tôi thì cũng thực hiện theo đúng các công văn của tỉnh, của huyện và của xã chỉ đạo bằng văn bản xuống cho công ty chúng tôi. Nếu trường hợp công ty mà xảy ra có trường hợp F0 thì đầu tiên là chúng tôi sẽ báo ngay cho ban chỉ huy phòng chống dịch của xã, của huyện cùng phối hợp để cách ly, khoanh vùng và xác định những trường hợp F1, F2 để cho công nhân tự cách ly tại nhà và theo hướng dẫn của y tế huyện. Xã Quang Hưng, huyện Phù Cử hiện có 5 doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã. Do vị trí địa lý tiếp giáp với tỉnh Hải Dương nên có nhiều lao động ngoại tỉnh. Do đó, địa phương luôn chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp để phòng chống dịch hiệu quả. Ban chỉ đạo xã thì phân công cho đối với lại trạm y tế và công an thì thường xuyên phối hợp với lại chỗ công ty. Nếu phát hiện mà các trường hợp có liên quan đến ca F0 hoặc F1 ở trên địa bàn khác mà công nhân làm việc tại đây thì đề nghị đối với công ty thứ nhất là cách ly công nhân đó là nghỉ tại ở nhà để đảm bảo tốt và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày theo đúng quy định. Và đối với lại phân xưởng có liên quan đến ca F0, F1 thì cũng đã chỉ đạo là cho đối phân xưởng đó làm sao đảm bảo cách ly nghiêm túc đối các công nhân không để lây lan dịch bệnh ở trong đối với công ty. Việc chủ động các biện pháp trong phòng chống dịch, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và đặc biệt là ý thức của người lao động tại mỗi doanh nghiệp sẽ có phần quan trọng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19, qua đó giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cuộc sống khỏe số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.